Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau màn ra mắt hoành tráng là hiện thực tàn khốc cho VinFast dù được phố Bonsa TV ủng hộ. Ngày 20 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên có bài bình luận ngắn VinFast có phố Bonsa TV ủng hộ hết mình. Tác giả cho rằng dẫu phố Bonsa TV có ra sức chứng tỏ mình công tâm và khách quan trong mọi chuyện nhưng câu trước câu sau Kênh vẫn thể hiện lập trường thân chính quyền trong nước, tác giả nhận xét, người nghe không khó để nhận thấy phố bonsai TV ủng hộ VinFast và Phạm Nhật Vượng từ chuyện sản xuất xe sang chuyện VFS lên thị trường chứng khoán Mỹ. Hình ảnh status của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên. Phố bonsai TV mời chuyên gia trading để phân tích sự kiện cổ phần VFS tăng mạnh đến 68,45% và đóng cửa với giá trị 37,06 USD một cổ phiếu chỉ trong ngày giao dịch đầu tiên. Chuyên gia cũng có cảm tình với VinFast nên không khó để thấy các anh khen công ty và chiến lược đúng đắn của Phạm Nhật Vượng khi sản xuất xe và đặc biệt là quyết tâm xâm nhập thị trường Mỹ. Các anh dự đoán cổ phiếu VFS sẽ tăng mạnh trong vòng 3-4 ngày nữa sau ngày đầu tiên giao dịch để đạt tổng giá trị khoảng 250 tỷ USD thì sau đó giá cổ phiếu mới yên. Tác giả mỉa mai bình luận trớ trêu là kể từ ngày giao dịch thứ hai, cổ phiếu VFS đã tụt dốc và đóng cửa với trị giá thấp. Cho đến ngày thứ sáu, 18 tháng 8, VFS giảm thêm 23%, chỉ còn 15,4 USD một cổ phiếu. Thị trường chứng khoán quốc tế không đơn giản. Các công ty mới nổi như VinFast khó lòng thu hút được các nhà đầu tư vì có quá nhiều câu hỏi liên quan đến công ty, đến sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ của công ty. Tác giả đánh giá truyền thông trong nước và báo chí hải ngoại thân Hà Nội như phố Bonsa TV, dẫu có hô hào và khen ngợi VinFast và Phạm Nhật Vượng, thì sự thật những gì đang xảy ra trên sàn Nasdaq những ngày qua là câu trả lời phủ phàng cho cổ phiếu VFS. Theo tác giả làm truyền thông nên cẩn thận khi đưa tin, không khéo có không ít người với chút tiền dành dụm nay vì tự hào người Việt, hàng Việt đầu tư vào cổ phiếu để rồi thua trắng tay. Phương châm cái gì mua không được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền, được nhà nước Việt Nam áp dụng thành công, đặc biệt với các khúc ruột ngàn dặm. Hình ảnh bà Lê Thị Thu Thủy cùng các đối tác và nhân viên của VinFast trong ngày VFS chính thức niêm yết tại sàn Nasdaq. Được biết, chỉ sau 4 phiên giao dịch, cổ phiếu VFS của VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ đã lao dốc không phanh, bốc hơi đến 62%. Giá của VFS đã rơi từ đỉnh 37 đô la một cổ phiếu Lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên ngày 15 tháng 8 xuống còn 13,75 đô la một cổ phiếu vào lúc 22 giờ 40 ngày 18 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Kéo theo đó, vốn hóa của công ty cũng giảm từ 85 tỷ đô la vào ngày 15 tháng 8 về gần 32 tỷ đô la vào ngày 18 tháng 8. Đây cũng là cổ phiếu giảm mạnh nhất trên sàn Nasdaq. Cùng với đó, các cổ phiếu khác của Vingroup ở Việt Nam như VIC, Vingroup, VHM, Vinhomes và VRE, Vincom cũng giảm sàn. Vào ngày 15 tháng 8, khi VinFast chính thức niêm yết cổ phiếu VFS lên sàn Nasdaq, giá chào sàn ở mức 22 đô la một cổ phiếu và khép phiên giao dịch đầu tiên ở mức 37,11 đô la một cổ phiếu. Báo chí Việt Nam và kênh phố Bonsa TV đã đồng loạt tung hô reo mừng. Họ cho rằng sự kiện ngày 15 tháng 8 đánh dấu một bước tiến lớn trên con đường hiện thực hóa giấc mơ toàn cầu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thông qua việc niêm yết ở Mỹ, VinFast thể hiện vai trò tiên phong ra thị trường vốn quốc tế, đồng thời chứng minh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đáp ứng các tiêu chí khắc khe của thị trường lớn bậc nhất thế giới bà lê thị thu thủy ceo của vinfast lúc đó bà hoa rằng trở thành công ty niêm yết tại mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của vinfast đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người không biết trước thực tế khốc liệt tại thị trường Mỹ, liệu VinFast có thể trụ được trong bao lâu? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.Đ với bản tin sau màn ra mắt hoành tráng là hiện thực tàn khốc cho VinFast dù được phố Bonsa TV ủng hộ. Đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ tác động đến Việt Nam như thế nào? Ngày 17 tháng 8, một tờ báo quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn. Bài báo cho biết, theo hình ảnh vệ tinh, một công trình xây dựng có thể là đường băng cho máy bay sắp được hoàn thành trên đảo Tri Tôn, nằm ở cực Tây của quần đảo Hoàng Sa gần Việt Nam. Ước tính đường băng này dài khoảng 600 mét và rộng khoảng 14 mét. Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt trước đó nơi này đã tồn tại một bãi đáp trực thăng gần một đầu đường băng đang xây dựng ngoài ra trên đảo này đã có sẵn các thiết bị quân sự như radar trạm đóng quân bến cảng hiện nay dường như cùng với đường băng mới nhiều thiết bị chưa được xác minh cụ thể cũng đang được lắp đặt thêm ở phía đông hòn đảo bài báo dẫn ý kiến cho rằng có lẽ không phải là một đường băng nói dường như là một đường g và nếu nó là đường băng thì hầu hết các loại máy bay lớn khó có thể sử dụng vì quá ngắn và quá nhỏ. Tuy nhiên, bài báo cho hay những chuyên gia khác như ông Raymond Powell, Đại học Stanford và ông Hoàng Việt, chuyên gia về luật quốc tế và các tranh chấp ở biển Đông tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng nó là đường băng và đường băng này sẽ có tác động đáng kể với Việt Nam. Ông Raymond Powell cho rằng kết thước rõ ràng của đường băng khoảng 600 m không đủ dài để Trung Quốc triển khai loại máy bay chiến đấu đang đặt ở đảo Phú Lâm xa hơn về phía đông. Nhưng nó có thể đóng vai trò là nơi triển khai các máy bay tuần tra có người lái và không người lái có thể bay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khả năng của Bắc Kinh trong việc thu thập thông tin tình báo và khẳng định quyền tài phán của mình đối với các khu vực này. Với căn cứ không quân gần đó tại đảo Phú Lâm đã được trang bị và hoạt động đầy đủ, việc cải tạo đất để xây dựng sân bay ở đảo Tri Tôn đến mức độ Trung Quốc có thể triển khai máy bay chiến đấu, rõ ràng đây là hành động khiêu khích. Ông Powell xác nhận hình ảnh đảo Tri Tôn chụp từ vệ tinh ngày 17 tháng 8. Ông Powell phân tích một sân bay dài 600 mét đủ dài để đặt các máy bay không người lái cỡ trung bình, giúp Trung Quốc có thể tuần tra khu vực tranh chấp ở phía đông Đà Nẵng. Máy bay tuần tra có người lái nhỏ cũng là một lựa chọn. Như vậy, theo bài báo, tuy đường băng mới ở Tri Tôn không đủ dài, nhưng nó vẫn giúp Trung Quốc nâng cao sức mạnh trong khu vực. Trước hết là nâng cao năng lực tuần tra trên vùng trời của khu vực, giúp Trung Quốc có thêm sức mạnh khẳng định chủ quyền. Ông Powell cũng chỉ ra là Trung Quốc đã vốn có năng lực tuần tra trên biển lớn hơn đáng kể so với Việt Nam. Nếu Trung Quốc quyết định đặt máy bay tuần tra thường trực tại đảo Tri Tôn, thì Việt Nam sẽ khó có thể sánh được với họ về khả năng triển khai máy bay hiện diện một cách tương đương trên biển. Bài báo này cũng dẫn ý kiến của ông Hoàng Việt cho rằng, nếu kiểm soát được cả hai quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa, thì có thể kiểm soát được toàn bộ biển đông rộng lớn cùng các tuyến đường hàng hải đi qua nó. Năng lực tên lửa của Trung Quốc đã bao phủ chuỗi đảo thứ nhất, đảo Kyushu và Okinawa ở Nhật Bản, đảo Luzon ở Philippines. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, muốn khống chế chuỗi đảo thứ nhất này về phía Biển Đông và Ấn Độ Dương thì vẫn nắm cửa ra của nó, và đó là Hoàng Sa. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng, mục tiêu của Trung Quốc có thể đang nhắm tới khi đi nước cờ này là muốn tạo cơ sở pháp lý để bao biển cho yêu sách biển của họ. Để làm điều đó, họ cần bồi đắp đảo Tri Tôn thành một đảo lớn. Năm 2014, khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, họ lập luận rằng vị trí giàn khoan nằm trong vùng biển thuộc Tri Tôn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ có nhu cầu mở rộng hòn đảo này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thờ Thời báo chấm đê với bản tin Đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ tác động đến Việt Nam như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo, chấm